Chương 72. Trong nhà của Nick. Con đường, mặc dù băng qua miền quê xanh tươi, có những hàng cây rậm lá ở hai bên lề, nhưng vẫn nóng như lò lửa dưới mặt trời giữa trưa. Từ các cánh đồng mà hoa màu sắp chín bay tới cái sức nóng và hương vị của lò lửa, nơi các nấm bột biến thành bánh. Ánh sáng như đốt mù mắt. Mỗi bông lúa giống như một cái đèn nhỏ bằng vàng trong các vỏ bộ áo vàng và bộ râu trăm chích. Sự lấp lánh của mặt trời trên cây lúa cũng làm mỏi mắt, giống như sự lấp lánh của nó trên đường làm mờ mắt. Con mắt từ sự nghỉ ngơi trên lá cách vô ích. Nếu nó ngước lên để tìm, nó còn bị quất mạnh hơn bởi mặt trời không tình thương. Nó phải vội vàng nhìn xuống để trốn sự hung hãn, và nó phải khép lại để chỉ bằng lòng với một vết nẹ qua hàng mi đầy bụi, đỏ hoe và ngứa. Mồ hôi vẽ lên những vệt sáng trên các đôi má dính bụi. Các bàn chân mệt mỏi kéo lết, làm tung lên các lớp bụi mới như một gia hình liên tục. Giê-xu yên ủi các tông đồ mệt mỏi của người. Vì người cũng trải mồ hôi, nên người trùm áo khoác lên đầu để tránh mặt trời. Và người khuyên các ông bắt trước người. Các ông vâng lời, không nói gì. Họ quá mệt mỏi để dấn thân vào những than van thường lệ. Họ bước như những người sai. Can đảm lên, đằng kia có một căn nhà ở giữa cánh đồng. Giê-xu nói, nếu nó cũng như các nhà khác, thật là nản lòng khi đi những đoạn đường dài không mục đích, băng qua các cánh đồng nóng bỏng. Phê-rô cào nhào trong áo khoác của ông, và những người khác xác nhận bằng những hôn đầy chán nản. Thầy tới coi, các con ở lại đây dưới chút bóng mát này. Không, không, chúng con cũng tới. Ít nhất chúng con cũng tìm thấy một cái giếng. Ở đây, người ta đâu có thiếu nước. Chúng ta sẽ uống để dập tắt ngọn lửa ở trong chúng ta. Uống khi đang nóng như vậy, các con sẽ bệnh. Chúng con sẽ chết. Nhưng như vậy, còn hơn là chịu đựng cái chúng con đang có bây giờ. Giê-xu không đối đáp nữa. Người thở dài và đi trước vào con đường hẻm băng qua thửa ruộng. Cánh đồng không lan tới sát căn nhà, nhưng nó dừng lại ở bờ một vườn trái cây tuyệt vời, đầy bóng mát, nơi các chùm lá điều hòa ánh sáng và sức nóng, tạo thành một cái chiều thiên dày và an nghỉ chung quanh nhà. Các tông đồ với một cái "À!" nhẹ nhõm bước vào. Giê-xu đi vào trước, không lo gì tới sự yêu cầu của họ, xin dừng lại một lát. Tiếng gù gù của bồ câu, tiếng cọ kẹt của các ròng rọc, tiếng nói bình thản của các phụ nữ vọng ra từ các nhà, lan tỏa trong sự yên lặng tuyệt đối của đồng quê. Giê-xu bước lên một cái thềm nhỏ, giống như vỉa hè bao quanh nhà. Nó khá lớn, sạch sẽ, bên trên là giàn nho rậm lá, vươn ra như bảo vệ. Hai cái giếng, một ở bên phải, một ở bên trái căn nhà, được che bóng bởi các cành nho. Những luống hoa ở sát tường nhà, hai tấm màn gió nhẹ, có sọc màu đậm, rờn sóng tại chiếc cửa để mở. Giọng nói phụ nữ và tiếng chén bát kêu vọng ra từ một căn phòng. Giê-xu đi về hướng này. Người đi qua một nhóm khoảng một tá bồ câu đang mổ những hạt trên đất. Chúng bay vọt lên và đập mạnh đôi cánh. Tiếng động lôi kéo sự chú ý của các người trong phòng. Họ thấy chiếc màn gió di chuyển do Giê-xu vạch ra bằng bàn tay phải của người. Một cô đầy tớ cũng vén tấm màn ở bên trái và đứng sững sờ trước người không quen. Bình an cho nhà này, tôi có thể bồi dưỡng như người hành hương không? Giê-xu nói,
khi đứng lại ngưỡng cửa phòng. Đây là cái nhà bếp mênh mông, trong đó các người đầy tớ đang xếp đặt chén bát đã dùng cho bữa trưa. Bà chủ sẽ không từ chối ông đâu. Tôi đi báo cho bà. Tôi có 12 người cùng đi với tôi. Nếu tôi chỉ được bồi dưỡng một mình thì tôi thích bỏ qua việc đó. Chúng tôi sẽ nói vậy với bà chủ. Và chắc chắn... Lạy thầy và chúa con, thầy ở đây, tại nhà con, hồng phúc nào vậy? Giọng một người đàn bà ngắt lời. Rồi Ni Que lẹ làng chạy tới và quỳ xuống để hôn chân Giê-xu. Các người đầy tớ trở thành như các bức tường. Cô đang rửa chén thì bất động với một cái búi rửa ở tay mặt và một cái đĩa nhỏ nước tong tong ở bên trái, đỏ rần vì nước nóng. Một cô khác đang lao dao, ngồi trên gót chân ở dưới đất trong một góc. Cô ta liền quỳ lên để coi cho rõ hơn. Và cô làm rơi các con dao kêu loảng xoảng trên đất. Một cô thứ ba đang hốt tro trong lò, liền ngẩng mặt, dính đầy tro lên. Cô đứng yên, miệng há, ở bên trên lò lửa. Thầy ở đây, người ta đã xua đuổi chúng ta khỏi nhiều căn nhà, chúng ta mệt và khát. Ôi, xin vào, không phải ở đây, trong phòng ở phía bắc, nơi rợp và mát, và các cô hãy sửa soạn nước để rửa ráy, và các nước giải khát thơm. Và con bé, hãy chạy đi đánh thức ông quản lý, để ông lo đồ ăn lót dạ trong khi chờ bữa ăn. Không, Nikke, thầy không phải là người khách xa hoa, thầy là ông thầy bị bách hại của con. Thầy xin con một chỗ trú và tình yêu hơn là lương thực. Thầy xin sự trắc ẩn cho các bạn thầy hơn là cho chính thầy. Lạy Chúa, vâng, nhưng quý vị đã dùng bữa sau cùng vào lúc nào? Họ thì thầy không biết, thầy thì vào bình minh ngày hôm qua cùng với họ. Vậy thầy thấy đó, con sẽ không làm uổng phí đâu, nhưng giống như một người chị và người mẹ, con sẽ biếu mọi người tất cả những gì cần. Con với thầy giống như một đầy tớ và môn đệ, con sẽ dâng thầy tình yêu và sự trợ giúp. Các anh em ở đâu? Ngoài vườn cây, nhưng chắc họ đang vào, thầy đã nghe thấy tiếng họ. Niue chạy ra ngoài, và thấy họ và gọi họ. Rồi bà dẫn họ cùng với Giê-xu tới một cái tiền đường mát mẻ. Trong đó đã có các thao nước và khăn tay. Họ có thể rửa ráy, mặt mũi, chân tay đầy bụi và mồ hôi. Tôi xin các anh hãy thay hết y phục ướt đẫm mồ hôi và giao ngay cho các đầy tớ. Anh em sẽ dễ chịu với y phục sạch sẽ và sandal mát. Rồi hãy vào phòng này, chúng tôi chờ anh em ở đó. Rồi Ni Que đi ra và khép cửa lại. À, thật là dễ chịu ở trong bóng râm mát mẻ thế này. Phê-rô xích xoa khi đi vào căn phòng nơi Ni Que chờ đợi với đầy niềm nở và kính cẩn. Ôi, tông đồ của Chúa tôi, niềm vui của tôi vì được làm nhẹ nhõm cho anh em, chắc chắn còn lớn hơn chính sự nhẹ nhõm nữa. Tông đồ, đúng, nhưng chị thấy không, Ni Que? Không có kiểu như vậy đâu, chị không cho là sáng giá sự giàu có khôn ngoan của chị. Tôi không cho là sáng giá việc là tông đồ của tôi như vậy. Giống như các anh em tốt, người nọ cần tới người kia cho tâm hồn và thân xác. Tôi rất sợ nghĩ tới tôi là tông đồ. Sợ cái gì? Người đàn bà ngạc nhiên hỏi. Sợ mình sẽ quá to so với cục đất sét là chính mình, và sức nặng sẽ làm mình tan á. Sợ rằng mình sẽ là vậy, như con gà trống vì kiêu căng. Sợ rằng với ý tưởng tôi là tông đồ, những người khác, tôi muốn nói là các môn đệ và các linh hồn tốt, sẽ đứng ở xa và nín thinh nếu tôi lầm lẫn. Và điều đó thì tôi không muốn, vì ở giữa các môn đệ, hay đơn giản là chỉ ngay ở giữa những người tin, có biết bao người tốt hơn tôi
người này về cái nọ, người kia về cái kia. Tôi muốn làm như các con ong đã bay vào rổ trái cây mà chị đã cho mang tới cho chúng tôi, để thưởng thức một tí trái này, một tí trái kia, rồi bây giờ nó đậu ở đó để bổ sung cho chất mật đã hút ở bông hoa này, rồi nó lại bay ra để hút mật các hoa trục thảo, hoa cúc tím, hoa cúc vàng, hoa bìm bìm. Nó hút tất cả, tôi cần phải làm với nó. Nhưng anh đã hút mật ở bông hoa đẹp nhất là thầy. Đúng chị Ni Qua ạ. Nhưng nơi người thì tôi học để trở nên con Thiên Chúa, nơi những người tốt thì tôi học làm người. Anh là người rồi mà. Không đâu chị ơi, tôi chỉ hơn con vật một tí, và tôi thực tình không biết tại sao thầy có thể chịu đựng tôi. Thầy chịu đựng con bởi vì con biết con là cái gì, và vì vậy người ta có thể làm việc với con như với một cục bột. Nhưng nếu con ngoan cố, cứng đầu, nhất là kiêu căng, thì thầy sẽ xua đuổi con như một thằng quỷ. Giê-xu nói, các ngày tớ tới, với những ly sữa lạnh và các bình bằng đất, trong đó các đồ uống rất là mát rồi. Xin mời giải khát. Niwe nói, rồi các vị có thể nghỉ ngơi tới chiều. Nhà có nhiều phòng và giường, và nếu không đủ, tôi nhường cái giường của tôi cho quý vị nghỉ. Thưa thầy, con xin rút lui để lo việc nhà. Tất cả các vị đều biết tôi ở đâu và các đầy tớ tôi ở chỗ nào. Đi đi và đừng lo lắng gì đến chúng ta hết. Ni Khoe đi xa. Các tông đồ thấy vinh dự để thưởng thức những đồ họ đã được biếu. Họ ăn ngon lành trong khi nói chuyện và bình luận. Trái cây ngon tuyệt. Một môn đệ tốt. Một căn nhà đẹp. Không sang trọng, nhưng không tồi tàn. Và được điều khiển bởi một người đàn bà biết thực hành quyết bính cách êm dịu, thứ tự, sạch sẽ, kính trọng, đồng thời đầy âu yếm. Các thửa ruộng ở chung quanh đẹp chừng nào, rất màu mỡ sum suê. Đúng, và một cái lò. Phê-rô nói, vì ông chưa quen được cái nóng, ông đã chịu. Những người khác cười. Nhưng ở đây quá dễ chịu. Thầy có biết là Ni Khoe ở đây không thầy? Tô-ma hỏi. Không hơn gì các con, thầy chỉ biết rằng bà có đất đai mới tậu ở gần Jericho, chứ không biết gì hơn. Vị thiên thần yêu dấu của các người hành hương đã hướng dẫn chúng ta. Ngài đã hướng dẫn chính thầy, lúc đó chúng con đã không muốn tới. Con đã sẵn sàng nằm lăn trên đất để mặt trời đốt cháy con, còn hơn bước thêm một bước nữa. Matthew nói. Ban ngày, người ta không thể đi bộ được nữa. Năm nay mới giờ này mà mặt trời đã quá gay gắt. Nó cũng thành điên nữa. Được, chúng ta sẽ đi vào những giờ đầu tiên của ngày và vào buổi chiều. Nhưng chúng ta sắp sửa tới miền núi, ở đó sức nóng ôn hòa hơn. Tới nhà con à? Iscariot hỏi. Ừ, Juda và tới Juta và Hebron. Nhưng chúng ta sẽ không đi Ascalon hả? Không, Phêrô, chúng ta sẽ tới những nơi chúng ta chưa tới, nhưng chắc chắn là chúng ta còn chịu mặt trời và sức nóng. Một chút hy sinh vì tình yêu đối với thầy và các linh hồn. Bây giờ các con hãy nghỉ đi, thầy vào vườn cây để cầu nguyện. Nhưng sao thầy không bao giờ mệt vậy? Thầy cũng đi nghỉ, chả tốt hơn sao? Jacobe and Faye hỏi. Có lẽ thầy muốn nghỉ lại đây. Zilop nhận xét. Không. Chúng ta sẽ đi vào lúc rạng đông để băng qua khúc sông cạn vào giờ còn mát. Chúng ta sẽ đi nơi nào ở phía bên kia sông Jordan? Đám đông đã trở về nhà họ sau lễ vượt qua. Ở Jerusalem rất nhiều người đã tìm kiếm thầy vô ích. Thầy sẽ giảng và chữa bệnh ở khúc sông cạn. Rồi chúng ta đi xếp đặt lại cho thứ tự căn nhà nhỏ của Salomon. Nó sẽ rất quý giá cho chúng ta. Nhưng chúng ta không trở về Galilea. Chúng ta cũng sẽ về đó, nhưng chúng ta sẽ lưu lại lâu ở miền Nam, và nó sẽ là nơi trú ẩn quý giá cho chúng ta. Thôi, các con ngủ đi, thầy đi đây. Chắc chắn đã qua buổi tối rồi, bây giờ là ban đêm. Những giọt sương tràn trề rơi ồn ào từ các mép lá nho. Trên trời, tinh tú đông đúc kỳ lạ.
cái nhìn chìm đắm trong sự chiêm niệm. Tiếng ghế ca vang và tiếng kêu của chim đêm, sự thinh lặng của đồng quê. Các tông đồ đã lui về phòng, nhưng Ni Que thức dậy để nghe thầy. Người ngồi thẳng trên cái ghế đá ở trước nhà. Người đàn bà đứng trước mặt người trong thái độ chăm chú và kính trọng. Giê-xu kết thúc bài nói đã bắt đầu rồi. Người nói, ừ, sự nhận xét rất đúng. Nhưng thầy nghĩ rằng với kẻ sám hối, hay đúng hơn là với kẻ mới sinh lại, sự giúp đỡ của Thiên Chúa sẽ không thiếu đâu. Trong bữa tối khi con tiếp bàn và hỏi han, thầy đã nghĩ rằng kẻ giúp đỡ sẽ là con. Con đã nói, con chỉ có thể theo thầy trong những khoảng thời gian ngắn, vì con phải canh chừng nhà cửa và các gia nhân mới. Và con tiếc vì điều đó, và nói rằng nếu con chắc là con tìm được thầy ngay, thì con đã không sắm những thứ nó trói con lại này. Con thấy là nó đã được dùng để tiếp đón các người gieo tin mừng, vậy là nó tốt. Nhưng con còn có thể phục vụ hơn nữa, trong khi chờ đợi hoàn toàn phục vụ Chúa con. Thầy xin con một việc phục vụ vì tình yêu đối với linh hồn đang tái sinh này. Linh hồn đầy thiện chí, nhưng rất yếu đuối. Sự sốt sắng sám hối có thể làm ông lo lắng, và Satan có thể lợi dụng sự lo lắng này. Ôi, lạy Chúa con phải làm gì? Tới đó vào mỗi tuần trăng, con tới đó như một nghi thức. Đúng là vậy, đó là nghi thức của tình yêu huynh đệ. Con sẽ tới Carit, rồi lên dốc bởi đường mòn giữa các bụi gai. Con sẽ gọi Elia, Elia. Ông ta sẽ xuất hiện đầy ngạc nhiên. Con sẽ chào ông ta như vậy: bình an cho ông, người anh em, nhân danh Chúa Giêsu Nazareth. Con sẽ mang cho ông số lượng bánh cắt lát bằng số ngày của tuần trăng. Về mùa hè thì không có gì khác hơn. Kể từ lễ lều cùng với bánh, con mang thêm cho ông mỗi tháng 4 sị dầu. Vào dịp các ngày lễ lều, con mang cho ông ta một tấm da dê dày không thấm nước và một chiếc mền. Không còn gì hơn. Và không nói lời nào? Chỉ nói những điều thật hữu ích. Ông ta sẽ hỏi con về tin tức của thầy. Con sẽ nói những điều con biết. Ông ta sẽ thổ lộ cho con những nghi ngờ, những hy vọng và những điều làm nặng nề cho ông. Con sẽ nói những điều mà đức tin và lòng trắc ẩn soi sáng cho con. Và lại, thời gian của việc hy sinh này sẽ không kéo dài đâu, chưa tới 12 tuần trăng. Con có muốn áp dụng tình thương đối với thầy và đối với kẻ sám hối không? Lạy Chúa con, vâng, nhưng tại sao thầy buồn quá vậy? Còn con, tại sao con khóc? Bởi vì trong các lời thầy, con cảm thấy điềm báo cái chết. Chúa ơi, phải mất thầy quá sớm. Ni Que khóc trong chiếc von của bà. Đừng khóc, sau đó sẽ là sự bình an hoàn toàn cho thầy. Không còn thù ghét, không còn cạm bẫy, không còn những ghê tởm của tội lỗi ở trên thầy, chung quanh thầy. Không còn những đụng chạm tàn bạo. Ôi Ni Que à, đừng khóc. Vị cứu tinh của con sẽ ở trong bình an, người sẽ toàn thắng. Nhưng trước đó, khi xưa, cùng với chồng con, chúng con luôn luôn đọc các tiên tri, và chúng con run sợ vì những lời của David và Isaiah. Nhưng thực sự sẽ như vậy về thầy sao? Như vậy và còn hơn nữa. Ôi, ai sẽ khích lệ thầy? Ai sẽ làm cho thầy chết với vẫn còn hy vọng? Tình yêu của các môn đệ, và đặc biệt là các nữ môn đệ trung thành. Vậy là tình yêu của con nữa, vì con sẽ không xa lìa Chúa. Cứu tinh của con với bất cứ giá nào. Chỉ có, ôi, lạy Chúa, xin hãy đòi hỏi con bất cứ sự thống hối nào, bất cứ sự hy sinh nào, nhưng xin ban cho con can đảm cương quyết vào giờ đó, khi thầy sẽ phải như cục đất khô với lưỡi dính vào khẩu cái vì khát, khi thầy sẽ như người cùi phải che mặt. Xin hãy làm cho con vẫn nhận ra thầy là vua các vua, và để con cứu giúp thầy như một tớ nữ tận tụy.
đừng che giấu con, khuôn mặt bị hằn hạ của thầy. Ôi, Thiên Chúa của con, cũng như bây giờ, thầy cho phép con được khoái cảm trong sự huy hoàng của dung nhan thầy, như vì sao mai. Khi đó, xin thầy cũng cho con có thể nhìn thầy, và xin cho thánh nhan thầy ghi khắc trong tim con. Ôi, tim con cũng như tim thầy sẽ mềm như sáp vì đau thương trong ngày đó. Bây giờ đi khoe quỷ gói, hầu như phủ phục. Thỉnh thoảng bà ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên để nhìn Chúa của bà. Xác thể trong trắng, dưới ánh trăng trong trắng, in trên mặt tường màu tối. Con sẽ được tất cả những điều đó, và thầy sẽ được lòng trắc ẩn của con. Nó sẽ cùng với thầy đi lên giảo đài, và nó sẽ cùng với thầy lên trời chiều thiên đời đời của con. Các thiên thần và loài người sẽ nói về con lời ca ngợi đẹp nhất. Vào giờ khốn nạn, giờ của tội lỗi, bà đã trung thành, bà đã không phạm tội, và đã cứu trợ Chúa của bà. Con hãy đứng dậy đi, và nguyện cho con được chúc phúc ngay từ bây giờ và mãi mãi. Người đặt tay trên bà khi bà trỗi dậy, rồi họ vào căn nhà lặng lẽ để nghỉ đêm. Công mệt mỏi sau một ngày lo âu chiếu nặng, con tìm về sống trong thinh lặng ở một mình với Chúa. Xin Chúa dạy cho con thinh lặng nơi con mắt, biết nhắm lại trước những lỡ lầm của nhau, biết quay đi trước bao dịp tội lôi kéo. Con tìm về bên Ngài nhiệm thế, dâng về Ngài bao nhiêu nỗi niềm, bao ưu phiền thế gian bạc tiền khiến tâm hồn xao xuyến. Xin Chúa dạy cho con thinh lặng nơi đôi tai, để nghe được tiếng Chúa vang trong lòng con, để nghe được tiếng kêu của người nghèo khó. Từng ngày con sống với bao công việc, với bao con người, con khát khao trở về bên Chúa, nguồn yêu thương u ấm đời con. Một mình với Chúa phút giây thắm lòng, giúp con an lòng, xin cho con tâm tình của Chúa, để con vui sống trọn tình yêu. Trong cuộc đời bao nhiêu phiền não do miệng đời chê bai chế nhạo, con vững tâm sống trong âm thầm, chỉ nương tựa nơi Chúa. Xin Chúa dạy cho con thinh lặng nơi miệng lưỡi, để mang lại an vui cho người mọi nơi, tránh những lời đắng cay và gây đau đớn. Trong cuộc đời hơn thua được mất, bao sự thật không ai đoái hoài, con mệt nhoài
ước mong tìm về sống cận kề bên Chúa. Xin Chúa dạy cho con thinh lặng nơi tâm trí, biết sống thật với hết mọi người mọi nơi, biết tránh xa những gian tà luôn lôi cuốn. Từng ngày con sống với bao công việc, với bao con người, con khát khao trở về bên Chúa, nguồn yêu thương u ấm đời con. Một mình với Chúa phút giây thắm nồng, giúp con an lòng, xin cho con tâm tình của Chúa, để con vui sống trọn tình yêu. Trong từng ngày con mong tình Chúa, suốt cuộc đời con khao khát Ngài, con mong được mến yêu hết mình, sống tận tình với Chúa. Xin Chúa dạy cho con thinh lặng nơi con tim, biết đắm chìm trong kinh nguyện cầu thật sâu, sống cho nhau vững tin tình Ngài yêu dấu. Từng ngày con sống với bao công việc, với bao con người, con khát khao trở về bên Chúa, nguồn yêu thương u ấm đời con. Một mình với Chúa phút giây thắm nồng, giúp con an lòng, xin cho con tâm tình của Chúa, để con vui sống trọn tình yêu. Từng ngày con sống với bao công việc, với bao con người, con khát khao trở về bên Chúa, nguồn yêu thương u ấm đời con. Một mình với Chúa phút giây thắm nồng, giúp con an lòng, xin cho con tâm tình của Chúa, để con vui sống trọn tình yêu. Chương 73. Tại khúc sông Cạn giữa Jericho và Betabara. Bờ sông Jordan gần khúc sông Cạn trông thật giống một nơi cắm trại của dân du mục. Trong những ngày này, các đoàn du mục trở về xứ của họ. Các lều hoặc chỉ là các chiếc mền căng từ cây nọ tới cây kia, buộc vào các cây cọc cắm xuống đất, vào chiếc yên cao của một con lạc đà. Tóm lại, được giữ chắc cách nào đó để có thể che khỏi sương đêm. Chắc là nhiều như mưa tại các nơi thấp hơn mặt biển này. Chúng được phân tán khắp nơi dọc theo những lùm cây làm thành dải bờ xanh ở hai bên sông. Khi Giê-xu với các người của Ngài tới gần bờ sông ở phía bắc khúc sông Cạn, thì tất cả những người cắm trại đang từ từ thức dậy. Chắc Giê-xu đã rời nhà của Ni-quê từ tia sáng đầu tiên, vì bây giờ vẫn chưa hoàn toàn là bình minh, và quang cảnh ở mọi nơi đều đẹp, tươi mát, trong lành. Những người vội vàng nhất bị thức giấc bởi tiếng hí của người, tiếng bay bay của lừa, tiếng kêu của lạc đà, hoặc bởi tiếng cái vã
và tiếng ca của hàng mấy trăm con chim bướm và của các loại chim khác trong các chòm lá liễu, các đám sậy và tại các cây lớn mọc thành cái hành lang xanh dọc bờ sông. Họ bắt đầu bò ra khỏi những chiếc lều đủ màu và đi xuống sông để rửa ráy. Vài tiếng khóc của trẻ con và tiếng các bà mẹ êm đềm nói với con cái. Cuộc sống bừng dậy từng phút một dưới mọi hình thức. Từ thành Jericho ở gần đó, đổ tới các thương gia đủ loại và các người hành hương mới, các người canh gác và các lính tráng được ủy thác việc canh chừng và giữ trật tự trong những ngày gặp gỡ của các bộ lạc thuộc mọi miền. Họ không tiếc lời chửi bới và oán trách. Hẳn trong đó có nhiều vụ trộm cắp do các tên trộm dưới lớp áo người hành hương để trà trộn vào đám đông. Thực ra là để ăn cắp vặt. Cũng có những gái điếm tìm cách thực hành cuộc hành hương vượt qua của họ bằng cách rút của những người hành hương giàu có và dâm đáng nhất tiền bạc và quà tặng họ bỏ ra để trả cho các giờ hưởng lạc. Và bởi đó, họ vô hiệu hóa tất cả những thanh tẩy vượt qua. Các phụ nữ ngay thẳng trong đám các khách hành hương cùng với chồng và các con trai lớn của họ huýt sáo như những con chim ác nổi giận để gọi về với họ những người hành lạc hoặc các bà vợ. Các bà mẹ nhìn các gái điếm đang cười cách trơ trẽn và trả lời cho những hình dung từ mà các phụ nữ ngay lành quăng cho họ. Nam giới, nhất là lính tráng, cười nói và không từ chối đùa giỡn với các phụ nữ. Vài người Israel thực sự cứng rắn trong vấn đề luân lý, hoặc chỉ giả hình cứng rắn. Họ bỏ đi cách khinh bỉ. Và những người kia dự đoán được các mẫu tử của các người câm điếc, vì thực sự họ hiểu rất rành các dấu hiệu làm với các gái điếm. Giê-xu không đi theo con đường dẫn thẳng tới giữa khu cắm trại, nhưng người đi dưới bờ cát của sông, người cởi dép và đi tại chỗ nước đã vỗ vào bờ cỏ. Các tông đồ cũng làm theo người. Những người già hơn là những người ngoan cố nhất, lẩm bẩm. Coi, chỗ này là nơi ông tẩy giả đã giảng sự sám hối. Đúng, nhưng chỗ này đã trở nên tệ hơn cổng nhà tắm hơi của người Roma. Và những người đã tự xưng là thánh cũng chẳng chê đến chỗ này để giải trí. Anh cũng thấy vậy chứ? Tôi có những con mắt ở trong đầu nên tôi cũng thấy, tôi thấy. Những người trẻ hơn hoặc ít nghiêm khắc hơn, tức là Judas Iscariot. Ông cười và nhìn chăm chú những gì xảy ra trong khu cắm trại. Ông cũng không chia ngắm nghía các em đẹp, mặt dày, mày dạn, đến để kiếm khách. Thomas thì cười khi thấy các bà vợ nổi sùng và các người Pharisêu tỏ vẻ khinh bỉ. Matthew, cựu tội nhân, không dám nói nghiêm khắc nghịch lại thói hư và các người trụy lạc. Ông chỉ giới hạn ở thở dài và lắc đầu. Jacobe, Zebede quan sát các dửng dưng, không chăm chú, không bình phẩm, là những người đi ở đuôi của toán nhỏ mà Giê-xu đi đầu. Ở giữa Andrê, Gioan, Giuđa và Giacôbê Aphê, khuôn mặt Giê-xu đanh thép như đá cẩm thạch, và người càng lúc càng đanh thép, tới nỗi từ trên bờ cao bay tới tai người những câu bóng gió hoặc những câu đàm thoại khêu gợi của một đàn ông ít ngay thẳng
với một gái làng chơi. Người vẫn nhìn đăm đăm về phía trước. Người không muốn thấy. Ý hướng của người bộc lộ trong dáng điệu của người. Nhưng một chàng trai ăn mặc sang trọng đang cùng với những người khác cùng loại nói chuyện với hai khách giang hồ. Anh ta nói lớn tiếng với một trong hai cô. Lại đi, chúng ta muốn cười một tí, hãy hiến mình đi, an ủi ông ta tí. Ông ta buồn vì ông ta nghèo, không thể trả cho đàn bà được. Một làn sóng đỏ hồng hiện ra trên khuôn mặt Giê-xu, rồi lại trở thành tái mét. Nhưng người không đổi hướng nhìn. Sự biến sắc là dấu hiệu duy nhất cho biết người cảm thấy. Một cô gái trơ trẽn với nhiều dây chuyền kêu lách cách trong một đường bay nhẹ của y phục, trong tiếng cười yểu điệu, nhảy từ trên bờ xuống bãi cát và tìm được phương cách để làm rạng người nhiều vẻ đẹp kín đáo. Cô quỳ dưới chân Giê-xu với tất cả điều cười rung trên khóe miệng đẹp, với cặp mắt và thân hình mời mọc. Cô kêu, ôi, người đẹp giữa các con cái của đàn bà, chỉ một cái hôn của miệng người là toàn thân tôi miễn phí. Gioan, Andre, Juda và Jacobe Anfe phẫn nộ, nhưng bị tê liệt vì sững sờ và không biết làm một cử chỉ nào. Nhưng Phêrô, từ nhóm của ông nhảy một phát như con báo, tóm lấy kẻ khốn nạn đang quỳ gối, hơi ngã về đằng sau. Ông lắc cô, lôi cô dậy, quăng cô vào bờ sông với một hình dung từ kinh khủng, rồi xô tới để cho cô ta những cái còn lại. Giê-xu nói, Simon. Một tiếng kêu còn nói nhiều hơn một bài thuyết trình. Simon đỏ gay vì giận, trở lại với chúa của ông. Sao thầy không để con phạt nó? Simon, người ta không phạt những cái áo bị dơ, nhưng người ta giặt nó. Cô gái này có áo, tức là thân xác bị dơ bẩn và tâm hồn bị phàm tục hóa. Chúng ta hãy cầu nguyện để thanh tẩy cô ta trong tâm hồn cũng như thân xác cô. Người nói những lời đó cách êm đềm, nhỏ nhẹ, nhưng không nhỏ tới nỗi cô gái không nghe được. Người lại lên đường, người quay lại. Phải, bây giờ người quay lại một khoảnh khắc. Quay cái nhìn của đôi mắt dịu hiền về phía cô gái tội tình. Một cái nhìn, chỉ một cái nhìn, một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc. Nhưng ở đó có tất cả sức mạnh của tình yêu thương xót. Cô gái cúi đầu, trùng khăn voan và bó lấy thân. Giê-xu tiếp tục đường của người. Khúc sông cạn đây rồi, mực nước thấp cho phép người lớn lội qua. Chỉ cần xắn y phục lên bên trên đầu gối và tìm những viên đá lớn bị ngập, trắng toát dưới làn nước trong, dùng làm như vỉa hè cho người đi bộ qua lại. Trái lại, hơi lui về phía hạ lưu hơn là để cho các người đi ngựa qua. Các tông đồ sung sướng lội uồn uồn cho tới nửa đùi. Nhưng điều này đối với Phêrô không quá đẹp để làm, vì ông đã hứa và tự hứa rằng khi đã đến nghỉ tại nhà Salomon, ông sẽ không thiếu sót vì trả cho mình một mẻ tắm thật mát. Ông nói để bù vào mẻ nướng thịt chiều hôm trước. Đây, họ đã ở bờ bên kia. Ở đây cũng có những đám đông bắt đầu đi sau đen nghỉ. Họ lau người sau khi đã lội qua khúc sông. Giê-xu ra lệnh. Các con hãy phân tán đi để nói rằng vị Rabbi ở đây. Thầy tới chỗ thân cây nằm ngả ở kia và thầy chờ các con. Một đám người thật đông mau lẹ được báo tin và họ chạy tới.
Giê-xu bắt đầu nói, lợi dụng dịp có một đám người đi qua trong nước mắt, theo sau một chiếc cáng, trên đó có một người bị ngã bệnh nặng tại Jerusalem. Các thầy thuốc đã chê, nên họ vội vã đem người đó về để chết ở nhà. Mọi người đều nói về việc đó, vì ông ta giàu và còn trẻ. Nhiều người nói, thật là một đau đớn lớn lao khi phải chết, lúc người ta có biết bao của cải mà chỉ có một ít năm sống. Cũng có những người nói, có lẽ là những người đã tin vào Giê-xu. Điều đó tốt cho hắn, hắn ta không biết tin. Các môn đệ đã đến nói với bà con của hắn, vị cứu tinh đang ở đây, nếu quý vị có lòng tin và xin người thì người bệnh sẽ được khỏi. Nhưng chính hắn ta là người thứ nhất từ chối đến với vị Rabbi. Các lời bình phẩm khác tiếp theo đó với dấu hiệu thiện cảm, và Giê-xu dùng tất cả những thứ đó để bắt đầu nói. Bình an cho tất cả các con. Chắc chắn cái chết làm phật lòng những người giàu và trẻ, chỉ giàu về của cải và trẻ về năm tháng. Nhưng những người giàu về nhân đức và trẻ trung nhờ sự trong trắng về phẩm hạnh của họ thì cái chết không đau đớn gì. Người khôn ngoan thực thì ngay từ lúc họ biết suy nghĩ, họ đã điều chỉnh lối sống của họ theo cách nào để sắp đặt được một cái chết yên hàn. Sống là sửa soạn để chết, và chết là sửa soạn để vào một đời sống vĩ đại. Người khôn ngoan thực thì ngay từ lúc họ hiểu về sự thật của đời sống và sự chết, về việc chết để sống lại, họ đã cố gắng để lột bỏ tất cả những gì là vô ích, để làm giàu về những gì là hữu ích, tức là các nhân đức và các hành động tốt, để có những hành lý về việc thiện ở trước đấng sẽ gọi họ để phán xét họ, để thưởng hay phạt họ với một sự công bằng tuyệt đối. Người khôn ngoan thực thì sống một đời làm cho họ trưởng thành hơn những người già về sự khôn ngoan và trẻ hơn một thiếu niên, vì khi sống trong nhân đức và sự công chính, họ duy trì trong con tim họ sự tươi mát về những tình cảm mà đôi khi những người rất trẻ cũng không có. Như vậy thì thật là êm đềm để chết. Họ nghiêng cái đầu mỏi mệt của họ vào lòng cha, yên nghỉ trong vòng tay ôm của người. Nói qua lớp mây của sự sống đang chạy trốn, con yêu cha, con hy vọng ở cha, con tin ở cha. Họ nói lời đó lần sau cùng trên mặt đất, để rồi sau đó nói trong hạnh phúc, con yêu cha, trong suốt đời đời giữa sự huy hoàng thiên đàng. Cái chết, một tư tưởng hắc ám ư? Không, nó là một chiếu chỉ chính đáng cho mọi người. Nó chỉ nặng nề lo âu cho những kẻ không tin và chất đầy tội lỗi. Để cắt nghĩa những lo âu không tên của một người đang chết, mà suốt cuộc đời đã không sống tốt, thì thật là vô ích khi người ta nói, ông ta chưa muốn chết. Tại vì ông ta không làm được điều gì tốt, hoặc đã làm quá ít, và ông ta muốn sống nữa để sửa sai. Cũng vô ích để nói, nếu ông ta được sống thêm, ông ta có thể có phần thưởng lớn hơn, vì ông ta sẽ làm nhiều hơn. Linh hồn biết, ít nhất là một cách mập mờ, có bao nhiêu thời giờ đã được ban cho nó. Một thời gian hầu như số không so với cái đời đời. Và linh hồn đẩy toàn bộ cái tôi để hành động. Nhưng linh hồn khốn nạn, biết bao lần nó bị chà nát, bị giày xéo, bị bịt miệng để người ta không phải nghe tiếng kêu của nó. Điều đó xảy ra nơi những người thiếu thiện chí. Trái lại, nơi những người công chính, từ tuổi thơ trẻ, họ đã nghe tiếng nói của linh hồn, vâng nghe các lời khuyên của nó, và liên tục ở trong tình trạng hoạt động. Và như vậy, các thánh chết, nhiều khi ngay từ rạng đông của đời sống, trẻ tuổi về năm tháng, nhưng giàu có về công phúc. Mà nếu có thêm 100 năm hay 1.000 năm nữa, họ cũng không thể thánh hơn mức độ như họ đã thánh, vì tình yêu Thiên Chúa và tha nhân đã được họ thi hành dưới mọi hình thức và với sự quảng đại hoàn toàn, đã làm cho họ nên trọn lành. Ở trên trời, người ta không nhìn vào số năm, nhưng nhìn vào cách người ta sống. Người ta để tang người chết, khóc trên họ, nhưng xác chết không khóc. Người ta run sợ vì phải chết, nhưng người ta không lo sống cách nào để không phải run sợ vào giờ chết.
Vậy tại sao người ta không khóc và không để tang các thây ma sống, những thây ma thực sự hơn, những người giống như ở trong mồ, họ mang trong thân xác họ một linh hồn chết? Tại sao những người khóc khi nghĩ rằng thân xác họ phải chết, không khóc cho cái thây ma mà họ mang ở trong họ? Thầy nhìn biết bao thây ma và bao người cười giỡn chứ không khóc cho chính mình. Thầy thấy biết bao người cha, người mẹ, người chồng, anh em, con cái, bạn bè, các thầy cả, các vị thầy khóc một cách ngu si cho người con, người chồng, người anh, em, cha, mẹ, bạn hữu, giáo hữu hay đồ đệ đã chết cách tỏ tường là ở trong tình bạn với Thiên Chúa sau một đời sống như một tràng hoa trọn lành. Và họ lại không khóc trên thây ma của linh hồn người con, người chồng, người anh em, cha mẹ, bạn hữu, tín hữu hay đồ đệ đã chết vì thói hư, tội lỗi và sẽ chết vĩnh viễn, hư mất vĩnh viễn nếu nó không hồi sinh. Tại sao không tìm cách phục sinh cho họ? Các con biết đó là tình yêu mà. Đó là tình yêu lớn lao nhất. Ôi những nước mắt ngu si trên bụi đất lại trở về bụi đất. Những tình cảm tà thần, những tình cảm giả dối. Hãy khóc, nhưng khóc trên linh hồn đã chết của những người thân yêu. Hãy tìm cách phục sinh cho nó. Thầy nói vậy cách đặc biệt với các con, các phụ nữ. Các con có thể biết bao nhiêu với những người các con yêu. Bây giờ hãy cùng nhau nhìn những điều mà sự khôn ngoan chỉ cho như nguyên cớ của sự chết và sự nhục nhã. Đừng nguyền rủa Thiên Chúa bằng cách sử dụng cách bất chính đời sống mà người đã ban cho các con, bằng cách làm dơ bẩn nó bởi những hành động xấu làm ô nhục cho các con. Đừng nguyền rủa cha mẹ bằng một lối sống như chét bùn trên đầu tóc trắng của các ngài, và như cây đuốc đốt cháy những ngày sau cùng của các ngài. Đừng xúc phạm đến những người đã làm điều lành cho các con để không bị nguyền rủa bởi tình yêu mà các con chà đạp. Đừng đứng lên chống lại những người cai trị. Không phải là nhờ nổi loạn chống lại kẻ cai trị mà các dân tộc làm cho mình lớn mạnh và tự do, nhưng là nhờ vào lối sống thánh thiện của các công dân mà người ta được sự trợ giúp của Chúa. Người có thể chạm tới con tim của các nhà lãnh đạo, lấy đi địa vị của họ và cả sự sống của họ, như đã xảy ra biết bao lần trong lịch sử Israel của chúng ta, khi họ vượt quá giới hạn, và nhất là khi dân chúng biết tự thánh hóa để xứng đáng ơn tha thứ của Thiên Chúa. Vì lý do này, người làm biến đi những đàn áp đè nặng trên những kẻ bị phạt. Đừng xúc phạm đến người vợ bằng cách làm cho họ phải đương đầu với tình yêu gian dâm. Đừng làm thương tổn cho các trẻ em vô tội bằng cách làm cho nó biết tình yêu bất chính. Hãy sống thánh trước những kẻ mà vì tình cảm hay vì nghĩa vụ, nhìn vào các con như kẻ phải làm gương mẫu cho đời sống của họ. Các con không thể phân rẽ sự thánh thiện đối với Thiên Chúa ra khỏi sự thánh thiện đối với tha nhân thân cận nhất của các con. Vì cái nọ là chồi của cái kia, cũng như hai tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, cái nọ là chồi của cái kia. Hãy chính đáng đối với bạn hữu của các con. Tình bạn là người bà con của các linh hồn. Có lời nói, thật đẹp biết bao các bạn hữu cùng nhau tiến bước. Nhưng nó đẹp nếu người ta đi trên đường tốt. Khốn cho kẻ nào làm hư hỏng hay phản bội tình bạn bằng cách làm cho nó thành ích kỷ hay phản bội, hoặc thành một thói xấu hay điều bất chính. Có quá nhiều người nói, tôi yêu bạn để biết công việc của bạn mà lợi dụng. Cũng có quá nhiều người xâm chiếm quyền lợi của bạn bè. Hãy thật thà đối với các vị thẩm phán, đối với hết mọi vị thẩm phán, từ vị thẩm phán tối cao là Thiên Chúa mà người ta không thể đánh lừa bằng những thực hành giả trá, cho tới vị thẩm phán thân mật là lương tâm, cho tới những người có tình cảm yêu thương, đau khổ, chăm chú trong tình yêu tỉnh thức của họ, tức là các con mắt của những người trong gia đình, và cho tới những thẩm phán nghiêm khắc của dân chúng. Đừng nói dối rồi lấy Thiên Chúa làm chứng nhân để xác định sự dối trá của mình. Hãy thật thà trong việc mua bán. Trong khi bán, sự tham lam bảo con ăn cắp để kiếm lời nhiều hơn. Trong khi lương tâm bảo con hãy thật thà vì ngươi cũng sợ bị ăn cắp. Hãy nghe tiếng nói thứ hai này. Hãy nhớ rằng ta không được làm cho người khác điều ta không muốn người khác làm cho chính ta.
Tiền bạc được trao cho các con để đổi lấy hàng hóa, thường ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của người nghèo. Nó là giá của những mệt nhọc. Các con không biết nó đã đáng giá bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu chịu đựng dấu ẩn trong những tiền bạc này, mà đối với các con, những người bán, nó luôn luôn có vẻ quá ít so với món hàng mà các con cho. Các bệnh nhân, các trẻ không cha, các người già với lợi tức ít ỏi. Ôi, đau khổ thánh và phẩm giá thánh của người nghèo mà các người giàu không hiểu. Tại sao người ta không nghĩ tới nó? Tại sao người ta thật thà khi bán cho các kẻ mạnh và quyền thế vì sợ báo thù, trong khi người ta lợi dụng các anh em không được bảo vệ, vô danh tiểu tốt? Đó là một tội ác chống lại tình yêu hơn là chống lại chính sự ngay thẳng. Và Thiên Chúa nguyền rủa nó vì nước mắt giật lấy của người nghèo là những người chỉ có nó để phản ứng chống lại bất công sẽ kêu lên tới Chúa, giống như máu lấy ra khỏi mạch của một người bởi một kẻ sát nhân, bởi một Ca-in của chính đồng loại người đó. Hãy thật thà trong cái nhìn cũng như trong lời nói và hành động. Một cái nhìn gửi cho một kẻ không đáng hoặc từ chối một kẻ xứng đáng sẽ giống như sợi dây và con dao găm. Cái nhìn cuốn lấy con ngươi trơ trẽn của một gái điếm và nói với nó, em đẹp lắm, để trả lời cho cái nhìn mời mọc của cô ta bằng cái nhìn ưng thuận của mình, thì còn tệ hơn cái nút thắt của dây treo cổ. Cái nhìn từ chối cho người bà con nghèo khổ hay bạn bè bị rơi vào cảnh khốn cuẫn, thì giống như con dao găm cắm vào con tim của hai kẻ khổ sở này. Cũng giống vậy, đối với cái nhìn oán ghét cho kẻ thù và cái nhìn khinh bỉ cho người hành khất, kẻ thù phải được tha thứ và yêu thương bởi lòng trí nếu xác thịt từ chối yêu nó. Sự tha thứ là tình yêu của tâm hồn, sự từ chối báo thù là tình yêu của tâm hồn. Người hành khất phải được yêu vì không có ai yên ủi họ. Nếu chỉ quăng một của bố thí rồi đi qua cách khinh bỉ thì không đủ. Của bố thí dùng cho thân xác đói khát, trần truồng, không nơi trú ngụ, nhưng tình thương để mỉm cười khi cho, để lưu ý đến nước mắt của kẻ đau khổ, đó là bánh của con tim. Các con hãy yêu, hãy yêu, hãy yêu. Hãy thật thà trong thuế thập phân và trong thói tục. Hãy thật thà ở trong nhà bằng cách không lạm dụng, bỏ bớt cân lường của các đầy tớ, và hãy kính trọng các nữ đầy tớ ngủ dưới mái nhà của các con. Dù là thế giới không biết gì về những tội phạm nơi kín đáo trong nhà các con, nhưng Thiên Chúa biết tội bất trung với người vợ vô tình và sự xâm phạm tới đầy tớ của các con. Hãy thật thà trong mọi lời nói, thật thà trong việc giáo dục con trai con gái. Có lời rằng hãy hành động sao cho con gái ngươi không làm cho ngươi thành trò cười cho thành phố. Thầy thì thầy nói, hãy làm sao cho tâm hồn con gái con không phải chết. Bây giờ hãy giải tán, thầy cũng đi sau khi đã cho các con lộ phí khôn ngoan. Nguyện Thiên Chúa ở với các kẻ biết cố gắng để yêu người. Bằng một cử chỉ, người chúc lành cho họ và lẹ làng bước xuống khỏi cái thân cây đổ nằm ngang. Người đi vào con đường mòn giữa các cây, người đi về phía thượng lưu con sông và biến mất trong những cành cây xanh chằng chịt. Đám đông bình luận náo nhiệt với các ý kiến trái ngược. Dĩ nhiên, những người phản đối vẫn là các kiểu mẫu thiểu số của các luật sĩ và Pha-ri-siêu hiện diện giữa đám đông khiêm tốn. Con đi tìm sự khôn ngoan, tìm nơi con phố đông người, bao nhiêu bộn bề lo toan, hồn con trống vắng mà thôi. Tháng năm mong chờ ấy, con đã tìm thấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
địa vị cao sang, hồn con vẫn thiếu bình an. Salomon. Căn nhà nhỏ của Salomon. Tôi đã nhìn thấy hồi tháng 3 năm 1944, mà tôi không biết người chủ, trong thị kiến về sự sống lại của Lazaro. Đó là một trong những nhà sau cùng trên con đường duy nhất chạy ra bờ sông từ ngôi làng nhỏ nghèo nàn và hẻo lánh này. Đây là làng trài lứa nhỏ với những căn nhà, giàu nhất thì ở dọc con đường nhỏ bụi bặm. Các nhà khác thì rải rác, tình cờ giữa các cây cối ở bờ sông. Chúng không nhiều lắm, tôi tin là không tới 50 căn. Những mái nhà nhỏ, tới nỗi cả căn nhà có thể để vào trong một nhà ở chung cư bình dân của các thành phố hiện tại. Bây giờ là mùa xuân, nên nó có vẻ bớt bi đát vì được trang điểm bằng vẻ tươi mát của các dây bìm bìm và các cành nho, hoặc các cười ngay thẳng của các bông hoa biếc vàng được buộc cho leo vào các hàng rào thô sơ, phân chia giới hạn các chủ, hoặc trên mái nhà hay quanh cổng nhà, không kể vài bông hồng mà vẻ đẹp như lạc lõng giữa các rổ, thúng và lưới, các hoa cải cây màu vàng lạc và những đu đưa khiêm tốn của các trái đậu đầu tiên. Chính con đường cũng có vẻ bớt xấu, bởi vì bãi lau sậy ở dưới thấp không phải chỉ là một bãi những đất bụi bặm, nhưng nó được cuốn những băng sặc sỡ. Và ở giữa những băng của lá sậy, các bông lai ơn dài
chỉa những bông đủ màu của nó lên như những con dao nhọn. Trong khi những cây bìm bìm nhẹ nhàng với thân mảnh mai như sợi chỉ cuốn quanh các mô đất và các cây sậy bằng những con đường xoắn ốc của nó, và đặt ở giữa mỗi vòng được chiếc cúp rất mảnh mai của bông hoa màu tím hồng mềm mại. Các con chim, các hàng hà sa số làm tình trong bãi sậy, đầu đu đưa trên các cọng bìm bìm, làm cho màu xanh của bờ sông bùng lầy thành náo nhiệt bởi tiếng lái rung và màu sắc của chúng. Giê-xu đẩy chiếc cửa của hàng rào thô sơ để đi vào trong một khu vườn hoặc cái sân nhỏ. Nếu trước đây đó thật là khu vườn, thì bây giờ đã bị xâm lăng hoàn toàn bởi cỏ dại mọc lộn xộn. Nếu trước nó là cái sân, thì bây giờ cũng là cái cây vô trật tự do gió gieo hạt. Chỉ có các cây bí là còn bộc lộ sự khôn ngoan bằng cách bám vào gốc cây nho duy nhất và vào cây sung để leo lên, để đặt những cái miệng tươi cười của các bông hoa vàng ở bên cạnh các chùm tí hon của cây nho hoặc các lá mềm của cây sung, mà ở gần gốc, trong các kẽ cuốn lá, đã có hạt ngọc cứng của trái sung mà các hoa vừa được tạo hình. Các cây tầm ma làm đau các bàn chân trần. Phêrô và cải Thôma nữa kiếm được hai cái mái trèo một, bắt đầu đập vào các cây cắn ngứa để làm giảm bớt nọc độc của nó. Trong lúc đó, Giacôbê và Gioan cố gắng để mở cái khóa lớn rỉ sét. Sau khi thành công, họ mở chiếc cửa thô lỗ và đi vào nhà bếp, nơi mùi mốc và mùi khí bí xông lên rất mạnh. Các bức tường phủ đầy bụi và màn nhện. Có một cái bàn thô kệch, các ghế dài và ghế đẩu, một cái kệ bày biện ở đó và hai cửa ra vào mở qua bức tường. Phêrô khảo sát. Ở đây có một cái phòng nhỏ với một cái giường duy nhất, rất tốt cho Giê-xu. Và đây là cái gì đấy? À, tôi hiểu rồi, chỗ dự trữ, xưởng công binh, kho lúa và các giường của chuột. Coi, chuột nó chạy đua, chúng đã cắn nát hết trong những tháng vừa qua. Nhưng tôi, bây giờ tôi nghĩ đến quý vị. Đừng ngại, thầy ơi, chúng ta có thể sinh hoạt ở đây không? Đó là điều Salomon đã nói. Rất tốt. Nào, ông em của tôi và anh Giacôbê, lại đây lấp hết các lỗ lại. Và anh Matthew với Judah, anh đứng ở bên cạnh cửa để canh chừng, không cho một con chuột nào chạy ra. Hãy nghĩ như anh còn là nhân viên sở thuế dễ thương ở Capernaum. Lúc đó anh đã không để một khách nào thoát được, cho dù họ có lẽ như con thằng lằn tỉnh thức. Còn các anh, hãy ra vườn lấy cỏ xanh bao nhiêu có thể và mang vào đây cho tôi. Còn thầy, xin thầy tới chỗ nào thì cho là tốt, trong khi còn lo lắng cho các tên sa tăng dơ bẩn này. Chúng đã làm hư những cái lưới tiện dụng này và đã ăn hết hoàn toàn một cái sóng thuyền. Trong khi nói, Phêrô chất những miếng gỗ mục, những mảnh lưới rách bấy, những que củi, tất cả ở giữa phòng. Khi đã có những ôm cỏ xanh, ông phủ lên bên trên đống củi, châm lửa và tránh xa ra khi lượng khói bắt đầu bốc lên. Ông cười và nói, cầu cho hết các tên Philippines đều chết. Nhưng anh sẽ không đốt nhà chứ? Simon Zelot hỏi. Không đâu, ông anh thân mến của tôi. Vì ẩm độ của các cây củi giữ ngọn lửa lại và lưỡi thành khói tỏa ra các bức cỏ. Như vậy, với một liên minh tốt, cái tươi và cái khô giúp nhau để thi hành sự báo thù. Anh có ngửi thấy cái mùi ghê tởm không? Lát nữa thì anh chỉ còn có thể nghe tiếng kêu. Có ai đã nói với tôi về các con hạc hát trước khi chết nhỉ? À, Cynthica, đàn chuột sắp sửa hát đây. Judas Iscariot gián đoạn tràn cười và ông nhận xét. Sao không có ai có thể biết gì về cô ta cũng như về Joan Endo vậy? Ai biết được họ đang ở đâu? Chắc chắn là ở một nơi tốt. Phêrô trả lời. Anh biết chỗ đó không?
Tôi chỉ biết họ không còn là đích của các kẻ ác tâm nữa. Anh không hỏi ai cả sao? Tôi có hỏi. Tôi thì không. Tôi chả lưu ý tới việc họ ở đâu. Chỉ cần nghĩ tới họ và cầu nguyện cho họ để họ giữ mình cho thánh thiện là đủ rồi. Tô-ma nói. Các pha-ri-siêu giàu có, khách hàng của ba tôi cũng hỏi tôi về họ. Nhưng tôi đã trả lời là tôi chả biết gì hết. Nhưng anh không tò mò muốn biết sao? Giu-đa nhấn mạnh. Tôi không. Và tôi nói sự thật. Nghe này. Khói đã là bắt đầu có hiệu quả. Chúng ta ra ngoài đi. Nếu không nó cũng làm cho chúng ta chết ngột. Phê-rô nói. Và sự đánh lạc hướng đã chấm dứt những thảo luận. Giê-xu đang ở ngoài vườn. Người dựng dậy những cây sao bị ngã, mọc lên do các hạt rớt xuống. Thầy làm vườn à? Philippe mỉm cười hỏi. Ừ, thầy thấy tội nghiệp khi nhìn những cây bò lan cách vô ích, trong khi nó được tiền định để vươn lên với mặt trời và sinh hoa trái. Một đề tài hay cho một bài thuyết trình đó thầy ạ. Bartolomeo nhận xét. Ừ, hay, nhưng tất cả đều là đề tài cho kẻ biết chiêm ngắm. Chúng con cũng phục với thầy đây. Nào, ai ra bãi sạch ở bờ sông để kiếm một ít cây sạch cho các cây đó đi. Những người trẻ vui vẻ đi. Những người già lo dọn dẹp bằng cách cẩn thận, nhổ những cây nguy hiểm. Ôi, như vậy người ta mới thấy đây là cái vườn. Không có rau riếp, nhưng có tỏi tây, tỏi ta, rau thơm, có nhiều rau rác và bí. Bao nhiêu là bí đỏ. Phải tỉa cây nho, giải phóng cho cây sung và... Nhưng Simon ơi, chúng ta đâu có ở lại đây. Matthew nói. Nhưng chúng ta sẽ trở lại đây nhiều lần. Người đã nói vậy mà. Và chúng ta chẳng phải phiền gì khi thấy nó hơi trật tự ở chung quanh. Anh coi này. Cả cây lại. Tội nghiệp chưa? Dưới sự đàn áp của cây bí. Nếu Porphyre thấy một cây bị đàn áp như vậy, bà ta sẽ khóc và sẽ nói với nó như với một đứa con. Đúng, bởi vì trước khi có Marzian, bà luôn luôn nói chuyện với các bông hoa của bà như với đứa con. Đó, tôi dẹp cả chỗ này nữa. Tôi cắt bớt các dây bí rợ bởi vì... Ô, các thanh niên với các bó sậy và với một... Thầy ơi, thầy có việc rồi. Ông ta mù. Quả vậy, Jacobe và Joel cùng với Angie và Thomas vác nặng những sậy. Và Thomas vác như một gánh nặng. Một ông già nhỏ rất tả tơi với đôi mắt trắng vì bệnh mắc vảy cá. Thưa thầy, ông ấy tìm rau đắng ở bờ sông và suýt nữa là té xuống nước. Ông sống một mình từ mấy tháng nay bởi vì người con trai săn sóc ông chết và con dâu trở về nhà cô. Còn ông sống như ông có thể, phải không bố? Phải, chúa đâu? Ông hỏi khi ông liếc đôi mắt mù. Người đây... Bố thấy cái bóng trắng cao này không? Đó là người. Giê-xu đã bước lại với ông. Người cầm tay ông. Bố sống một mình à? Bố già tội nghiệp. Bố không nhìn thấy sao? Không. Khi tôi còn nhìn thấy, thì tôi đang rổ, đang đó, nơm và đang lưới. Nhưng bây giờ tôi nhìn bằng bàn tay hơn là bằng mắt. Khi tôi kiếm rau, tôi lộn. Và tôi bị đau bụng vì những cỏ độc. Nhưng ở trong làng, ôi, tất cả họ đều nghèo và đông con, mà tôi già cả. Nếu một con lừa chết thì đáng tiếc, nhưng nếu một ông già chết, một ông già như tôi đây là cái gì? Đứa con dâu đã lấy hết của tôi. Nếu ít nhất nó dắt tôi đi theo với nó như một con cừu già, để tôi có các cháu cùng với tôi, các đứa con của con trai tôi. Ông khóc và gục vào ngực Giê-xu. Người ôm và vuốt ve ông. Bố không có nhà sao? Cô ấy đã bán rồi. Vậy bố sống làm sao? Như những con vật. Những ngày đầu tiên thì dân làng giúp tôi, nhưng rồi họ cũng mỏi mệt. Vậy là Salomon không phải cùng một loại vì ông ta quảng đại. Matthew nhận xét. Nhưng quảng đại với chúng ta, tại sao ông ấy lại không cho ông già căn nhà này? Philippe hỏi.
Bởi vì khi ông ấy về đây lần chót thì tôi vẫn còn nhà cửa. Salomon rất tốt, nhưng dân làng gọi ông ta là thằng điên. Từ lâu nay, họ không còn làm những điều Salomon dạy bảo nữa. Ông già nói. Ông có tự nguyện ở lại đây với thầy không? Ôi, tôi sẽ không tiếc gì các đứa cháu của tôi nữa. Cho dù ông vẫn ở trong tình trạng nghèo và mù để phục vụ thầy, để được hạnh phúc, có được không? Được. Một tiếng được rung rẩy, nhưng thầy bảo đảm. Tốt lắm, bố ơi, nghe đây. Bố không thể đi các con đường mà thầy đi. Thầy thì thầy không ở lại đây, nhưng chúng ta có thể yêu nhau và người nọ làm sự lành cho người kia. Thầy làm cho tôi thì có, nhưng rồi ông già Anania có thể làm gì được? Giữ nhà và vườn cho thầy, để mỗi lần trở lại, thầy thấy nó được xếp dọn. Ông có vui lòng không? Ôi, vâng. Nhưng tôi mù lòa. Nhà cửa, tôi có thể làm quen với các bức tường, nhưng với vườn tược, tôi làm sao để chăm sóc nó nếu tôi không phân biệt được các cây? Ôi, Chúa ơi, sẽ đạt biết bao được phục vụ thầy và kết thúc cuộc đời như vậy. Ông già đặt tay trên ngực và mơ tới điều không thể có. Giê-xu mỉm cười và cúi xuống hôn trên đôi mắt mù. Nhưng tôi bắt đầu thấy, tôi thấy, ôi, ôi, ôi. Niềm vui làm cho ông lão đảo. Ông sẽ ngã nếu Giê-xu không đỡ lấy ông. Ôi, vui quá. Phê-rô nói bằng giọng rất cảm động. Và cả cái đó nữa. Ông ta nói từ nhiều ngày nay, ông chỉ sống bằng rau đắng, không dầu mỡ mắm muối gì hết. Tô-ma kết thúc. Đúng, chúng con đã đem ông ấy về vì vậy, để cho ông ta ăn. Ông già tội nghiệp. Tất cả đều nói với giọng buồn. Ông già tội nghiệp tỉnh lại và khóc. Ông khóc, nước mắt tội nghiệp của các người già. Nó rất buồn, dù đó là những nước mắt vui. Ông lẩm bẩm. Bây giờ tôi có thể phục vụ thầy. Chúc tụng, chúc tụng, chúc tụng. Và ông muốn cúi xuống để hôn chân Giê-xu. Không, bố ơi, bây giờ chúng ta vào nhà và chúng ta sẽ ăn. Rồi chúng ta cho bố quần áo, bố sẽ như người cha ở giữa bảy con. Và chúng ta sẽ có một người cha để chúc mừng chúng ta mỗi khi chúng ta trở lại. Và chúc lành cho chúng ta mỗi khi chúng ta ra đi. Chúng ta sẽ đi tìm hai con bồ câu để cho có vật sống ở bên cạnh bố. Chúng ta sẽ tìm các hạt để gieo trong vườn. Bố sẽ gieo hạt trong đất và gieo đức tin vào thầy trong lòng dân làng này. Tôi sẽ dạy họ tình bác ái. Họ không có bác ái. Cả bác ái nữa, nhưng phải rất êm dịu. Ôi, tôi sẽ êm dịu. Tôi đã không nói một lời nào cứng cỏi với đứa con dâu đã bỏ rơi tôi. Tôi hiểu và tha thứ. Thầy thấy điều đó trong tim bố, vì thế mà thầy yêu bố. Đi, hãy đi với thầy. Và Giê-xu dắt tay ông già để đi vào nhà. Phê-rô nhìn hai người đi và lấy mu bàn tay lau nước mắt trước khi tiếp tục công việc bị gián đoạn. Anh khóc à? Phê-rô không trả lời. Angie nhấn mạnh. Tại sao anh khóc? Chú lo nhổ cỏ gấu đi. Nếu tôi khóc là bởi vì tôi biết tôi... Nói cho chúng tôi đi, hãy tốt. Nhiều người nói. Là bởi vì như vậy, những giáo huấn này làm tôi cảm động. Đúng, tóm lại là hay làm như vậy, hơn là khi người oai hùng và nổi sấm sét. Nhưng khi đó người ta mới thấy người là ông vua. Giuđa kêu lên. Ở đây người ta thấy người là vị thánh. Phêrô có lý. Bartolomeo nói. Nhưng để cai trị thì phải mãn. Nhưng để cứu chuộc thì phải thánh. Đối với các linh hồn thì đúng, nhưng đối với Israel. Israel sẽ không bao giờ là Israel nếu các tâm hồn không tự thánh hóa. Các đúng và các không giao nhau và mỗi người đưa ra ý kiến riêng mình. Ông già nhỏ trở ra với một cái vò nhỏ trong tay để đi ra suối kính nước.
ông không còn vẻ gì trước nữa, vì ông quá sung sướng. Cha già ơi, nghe này, theo cha thì muốn lớn mạnh, Israel cần cái gì? Một ông vua hay một vị thánh? Andrei hỏi. Chính Thiên Chúa là người nó cần. Nó cần Thiên Chúa này, ở trong nhà đó, đang cầu nguyện và suy ngẫm. À, các con, hãy tốt. Các con là những kẻ theo người, hãy tốt, tốt, tốt. À, Chúa đã ban cho các con ơn trọng chừng nào? Ơn trọng, ơn trọng. Và ông bỏ đi, trong khi giơ tay lên trời, và lẩm bẩm. Ơn trọng chừng nào, ơn trọng chừng nào. Thank you.
Chương 75 Giảng thuyết tại ngã tư gần làng của Salomon. Nhóm nhỏ ra khỏi căn nhà, được gia tăng thêm ông già. Ông thầm cảm phục mình trong y phục của một tông đồ nhỏ con. Nếu bố muốn ở lại, Giê-xu đang tính nói gì? Nhưng ông già ngắt lời. Không, không, con cũng đi. Ôi, hãy để con đi. Hôm qua con đã ăn, đêm nay con đã ngủ và ngủ trên giường. Con không còn đau trong tim. Con khỏe như một thanh niên. Vậy đi, bố đi với thầy, với Bartolomeo và với anh Judah của thầy. Các con hãy đi từng hai người một như đã chỉ, tất cả lại trở về đây trước chính ngọ. Hãy đi đi và bình an cho các con. Họ chia tay nhau, kẻ thì đi về phía bờ sông, người thì đi về đồng quê. Giê-xu để họ đi trước, rồi người lên đường sau cùng. Người từ từ băng qua làng, được nhận ra bởi những dân chài đi ra sông hoặc từ sông trở về, và bởi các bà nội trợ linh hoạt đã dậy sớm để giặt giũ, tưới cây hoặc làm bánh. Nhưng không ai nói gì. Chỉ có một đứa con trai đang lùa bảy con cừu của nó ra phía sông. Nó hỏi ông già. Ông đi đâu đấy Anania? Ông bỏ xứ để đi à? Ông đi với vị Rabbi, nhưng ông sẽ trở lại cùng với người. Ông là đệ tớ của người. Không, bố là cha thầy. Tất cả các cụ già công chính đều là người cha và là phúc lành cho những ai cho họ trú ngụ vì những ai trợ giúp họ. Phúc cho ai biết kính trọng và yêu mến người già. Giê-xu nói bằng giọng nghiêm trang. Đứa trẻ nhìn người e lệ, rồi nó lẩm bẩm. Tôi luôn luôn cho Anania một chút bánh của tôi. Cũng như nó nói. Đừng trách tôi không đáng trách. Đúng, Mikael đã tốt với con. Nó là bạn của các cháu con, và nó vẫn như cháu đối với con. Mẹ nó cũng không tệ, bà đã giúp con, nhưng bà có 11 đứa con, và tất cả họ chỉ sống nhờ việc đánh cá. Mấy phụ nữ tò mò lại gần để nghe. Thiên Chúa luôn luôn giúp đỡ những người đã làm điều họ có thể cho người nghèo, và người ta luôn luôn có phương tiện để giúp đỡ. Người ta rất hay nói, tôi không thể, đó là nói dối. Quả thật, khi người ta muốn, người ta luôn luôn tìm được một miếng bánh dư, một cái mền cũ, một cái áo cho người không có, và trời sẽ thưởng công cho họ. Mikael, Thiên Chúa sẽ trả lại cho con những miếng bánh mà con đã cho ông già.
Giê-xu vuốt ve đứa trẻ rồi tiếp tục đi. Các phụ nữ ở lại nơi đó cảm thấy bị mặt. Rồi các bà hỏi han đứa nhỏ, và nó nói những gì nó biết. Nỗi sợ xâm chiếm các người đàn bà keo kiệt đã đóng cửa lòng lại trước nhu cầu của ông già. Trong khi đó, Giê-xu đã đi tới căn nhà sau cùng, người hướng về một ngã tư, nơi con đường chính quẹo vào ngôi làng nhỏ. Người ta thấy từ đó, các đoàn xe du mục lên lộ để trở về các thành phố thuộc miền Thập Tỉnh và miền Phê-rê. Chúng ta tới đó để giảng. Bố có muốn giảng không? Con không có khả năng. Con phải làm gì? Bố có thể. Tâm hồn bố biết cái khôn ngoan của sự tha thứ và sự trung thành với Chúa và cả sự nhẫn nhục trong những giờ đau đớn. Và bố biết rằng Chúa đến cứu kẻ trông cậy ở người. Hãy đi nói các điều đó cho các người hành hương. Ôi, điều đó thì được. Giuđa hãy đi với bố. Thầy ở lại ngã tư với Bartolomeo. Khi tới đó, họ đứng vào dưới bóng của mấy cây ngô dương đồng rập rạ, và họ kiên nhẫn chờ. Các cánh đồng ở chung quanh rất tươi tốt, và các vườn cây đẹp, đầy tươi mát vào giờ sớm mai này. Con mắt thỏa mãn để ngắm nhìn. Các đoàn xe đi qua, rất ít người nhìn hai vị đứng quay lưng vào các thân cây ngô dương đồng. Có lẽ họ cho đây là hai người bộ hành mệt mỏi. Nhưng có những người biết Giê-xu, họ giơ ngón tay chỉ và họ nghiêng mình để chào người. Sau cùng, có một người dừng con lừa của ông lại cùng với lừa của các người bà con. Họ xuống và đi lại với Giê-xu. Ôi, Rabbi, Thiên Chúa ở cùng Thầy. Con người ở Abela, con đã nghe Thầy nói hồi mùa thu. Đây là vợ con và bà chị quá của bà. Đây là mẹ con. Ông già này là anh của bà. Và người trẻ tuổi này là em của vợ con. Và đây là tất cả các con của con. Xin Thầy ban phép lành. Con có nghe nói rằng Thầy đã nói ở chỗ khúc sông cạn. Nhưng con mới tới đó chiều hôm qua. Không có lời nào cho chúng con sao? Lời thì không bao giờ từ chối, nhưng đợi mấy phút nữa vì có những người sắp tới. Quả vậy, dân làng từ từ đi ra ngã tư. Có những người khác đã đi vào con đường để đi về phía bắc, cũng quay trở lại. Một số khác, ngạc nhiên hay tò mò, cũng đứng lại, xuống khỏi lưng con vật, hoặc ngồi luôn trên yên. Họ họp thành một đám nhỏ, và số thính giả không ngừng gia tăng. Giuđa Aphê cũng trở lại cùng với ông già, dẫn theo với họ hai bệnh nhân và nhiều người khỏe mạnh. Giê-xu bắt đầu nói: Những người đi con đường của Chúa, con đường do Chúa chỉ cho, và đi trong đó với thiện chí sẽ kết cục bằng cách tìm thấy Chúa. Các con tìm Chúa sau khi đã làm xong nghĩa vụ của người Israel trung thành với lễ vượt qua thánh. Và đây, sự khôn ngoan nói với các con như các con mong muốn. Tại cái ngã tư này, nơi lòng nhân từ của Thiên Chúa đã cho chúng ta gặp nhau. Có rất nhiều ngã tư mà người ta gặp trên đường đời, và ngã tư siêu nhiên còn nhiều hơn ngã tư vật chất. Mỗi ngày lương tâm của chúng ta ở trước con đường rẽ đôi, hay là các ngã tư của điều tốt và điều xấu. Và nó phải lựa chọn cẩn thận để không bị lầm. Và nếu nó bị lầm, nó phải khiêm nhường trở lại phía sau khi người ta nhắc nhở và loan báo cho nó. Nếu nó thấy con đường của điều xấu, hoặc chỉ đơn giản là con đường của sự chảnh mảng hững hờ, có vẻ đẹp hơn, thì nó phải biết chọn con đường gồ ghề, nhưng bảo đảm của điều tốt. Hãy nghe một dụ ngôn. Có một nhóm người hành trình đến từ những miền rất xa xôi để kiếm việc làm. Họ đến biên giới của một nước. Tại biên giới này có những người đi thuê người làm, do nhiều ông chủ khác nhau gửi tới. Có những người kiếm người để làm trong các hầm mỏ. Những người khác thì kiếm cho các cánh đồng và rừng cây.
người khác nữa thì kiếm đầy tớ cho một người giàu đê tiện, người khác nữa thì kiếm lính cho một ông vua ngự trên đỉnh một ngọn núi, trong lâu đài của ông mà người ta chỉ có thể tới bằng một con đường rất dốc. Ông vua muốn có những đoàn quân, nhưng ông đòi hỏi rằng nó phải được thành lập bằng sự khôn ngoan hơn là bằng những quân lính tàn bạo, để rồi sau đó gửi họ đến các thành phố để thánh hóa các người của ông. Ông cũng sống trên đó, như trong một nhà tu khổ hạnh, để đào tạo các tôi tớ ông, để cho các thứ tiêu khiển dơ bẩn không làm hư hỏng, chậm trễ hay vô hiệu hóa công việc đào tạo của thần trí họ. Ông không hứa những phần thưởng to lớn, ông không hứa một đời sống dễ dãi, nhưng ông bảo đảm rằng từ sự phục vụ ông sẽ phát sinh ra sự thánh thiện và phần thưởng. Các người được sai đến nói như vậy với những người họ gặp ở biên giới. Các sứ giả của ông chủ hầm mỏ và đồng ruộng nói, đó sẽ không phải là một đời sống dễ dãi, nhưng các vị sẽ được tự do và kiếm được chút đỉnh để trả cho các trò tiêu khiển. Những người tìm đầy tớ cho ông chủ đê tiện hứa ngay, lương thực dồi dào, các trò tiêu khiển, các thứ hưởng thụ của cải giàu sang, chỉ cần là quý vị ưng thuận những đòi hỏi bất lương của ông ta. Ôi chả có gì là nặng nề đâu, và quý vị sẽ được hưởng thụ như các ông tổng trấn Ba Tư. Các người hành hương bàn bạc với nhau, họ không muốn tách rời nhau. Họ hỏi, nhưng các cánh đồng và hầm mỏ, lâu đài của ông chủ hưởng thụ và lâu đài của ông vua có ở gần nhau không? Ồ không, các người đi thuê nói, hãy đến cái ngã tư này và chúng tôi chỉ cho quý vị các con đường khác nhau. Họ liền tới đó. Đây, con đường tuyệt vời này đầy bóng mát, hoa thơm, bằng phẳng, với các suối mát chảy vào lâu đài của ông chủ. Các người đi mướn tôi tớ nói, đây, con đường bụi bặm băng qua các miền quê an bình dẫn tới cánh đồng. Nó bị phơi ra mặt trời, tuy nhiên, quý vị thấy là nó cũng đẹp. Các người mướn thợ cho cánh đồng nói, đây, con đường đầy vết bánh xe tải nặng và kín những vết đen như vậy là chỉ hướng tới hầm mỏ. Nó không đẹp, cũng không dễ chịu. Những người mướn thợ hầm mỏ nói, đây con đường mòn, dốc, khoét vào trong đá, cháy thiêu bởi mặt trời, đầy gai góc, bị cắt bởi những lỗ trũng làm cho chậm bước tiến. Nhưng ngược lại, nó có vị trí tự vệ dễ dàng để chống lại các kẻ thù. Nó dẫn về phía đông, tới cái lâu đài nghiêm khắc. Ta phải nói là lâu đài thánh hiến, nơi các tâm hồn đào tạo sự thánh thiện. Các người mướn lính cho vua nói. Các người hành hương nhìn, nhìn thật kỹ, họ tính toán. Họ bị cám dỗ bởi nhiều thứ, mà trong đó chỉ có một thứ tốt. Rồi từ từ họ chia rẽ nhau. Có 10 người thì 3 người nghiêng về làm ruộng, và 2 người cho hầm mỏ. Những người còn lại nhìn nhau, và 2 trong nhóm họ nói, hãy đi với chúng tôi tới đền vua, chúng ta không kiếm được lương lớn và không được hưởng thụ trên trái đất, nhưng chúng ta sẽ thánh đời đời. Con đường mòn này à, chúng ta điên sao? Không lương lậu, không hưởng thụ, chả là uổng việc phải bỏ tất cả, lưu lạc tới đây, để rồi được hưởng ít hơn những thứ chúng ta có ở trong xứ chúng ta sao? Chúng tôi muốn kiếm lợi và hưởng thụ. Nhưng các bạn sẽ mất những của đời đời. Các bạn đã chẳng nghe rằng ông chủ là người đê tiện sao? Nhảm nhí, sau một thời gian, chúng tôi sẽ bỏ ông ta. Nhưng lúc đó, chúng tôi đã hưởng thụ và giàu có rồi. Các bạn sẽ không thoát nổi ông ta đâu. Những người đầu tiên đã hành động dở khi đi theo tiền tài. Nhưng các bạn đi theo sự lôi cuốn của khoái lạc. Ôi, đừng đổi lấy một giờ hưởng thụ mà để mất số phận đời đời của các bạn. Các bạn là những kẻ khờ dại, nên mới tin vào các lời hứa lý tưởng. Chúng tôi thì chúng tôi thực tế. Thôi chào các bạn. Và một cách hăng hái, họ đi vào con đường đẹp đầy bóng mát hoa thơm, suối nước mát, bằng phẳng, mà ở đầu đường, lâu đài kỳ diệu của các kẻ hưởng thụ chói lọi dưới mặt trời. Hai người còn lại vừa cầu nguyện vừa khóc, vừa đi vào con đường treo leo. Sau ít bước, họ siêu lòng nản chí vì nó quá khó. Nhưng rồi họ quyết chí, và thể xác càng lúc càng trở nên nhẹ theo mức họ tiến. Sự mệt mỏi trở nên nhẹ nhàng bởi một hoan lạc lạ lùng. Họ tới nơi, thở hổn hển, bị chảy ra. Tới đỉnh núi, họ được nhận ra trình diện vua. Ông nói với họ tất cả những điều ông đòi hỏi họ để làm cho họ thành những hiệp sĩ. Và ông nói để chấm dứt, hãy suy nghĩ đến điều đó trong 8 ngày rồi trả lời cho ta.
Họ suy nghĩ rất nhiều và chống đỡ cuộc chiến gay go chống lại đứa cám dỗ, nó làm cho họ sợ. Và với xác thịt họ luôn luôn nói, các bạn hy sinh tôi sao? Và với thế gian mà những kỷ niệm vẫn còn lôi kéo họ. Nhưng họ thắng trận, họ ở lại, họ trở thành các anh hùng của sự thiện. Vào giờ chết, tức là giờ vinh quang, từ trên trời cao, họ thấy dưới vực thẳm có những người đã đi theo ông chủ bất lương. Chúng bị trói ở bên kia đời sống, chúng rên xiết trong tăm tối của hỏa ngục. Hai người thánh nói, vậy mà họ đã muốn tự do và hưởng thụ. Ba kẻ bị kết án thấy họ và sợ hãi. Chúng nguyền rủa họ, chúng nguyền rủa tất cả, bắt đầu từ Thiên Chúa và chúng nói, quý vị đã đánh lừa chúng tôi. Không, các bạn không thể nói vậy. Chúng tôi đã nói với các bạn về những nguy hiểm, nhưng các bạn đã muốn điều khổ cho các bạn. Các vị thánh trả lời vẫn giữ sự bình tĩnh, mặc dầu nhìn thấy và nghe những lời nhạo báng dâm bôn và những lời tục tĩu phạm thượng quăng về phía họ. Họ cũng thấy những người đã tới các cánh đồng và các hầm mỏ tại nhiều nơi khác nhau trong luyện ngục. Những người này cũng thấy họ và nói, chúng tôi không tốt, cũng không xấu, nhưng bây giờ chúng tôi đền tội vì sự lơ là hờ hững của chúng tôi, xin cầu nguyện cho chúng tôi. Ôi chúng tôi sẽ cầu nguyện, nhưng tại sao các bạn không lên với chúng tôi? Là vì trước đây chúng tôi không phải là các ma quỷ, nhưng chỉ là loài người. Chúng tôi đã không quảng đại, mặc dù thật thà, nhưng chúng tôi đã yêu những gì mau qua hơn là những thứ vĩnh cửu và thánh thiện. Bây giờ chúng tôi mới học để biết và để yêu cách chính đáng. Lời đã chấm dứt, mọi người đều ở ngã tư, cái ngã tư trường tồn. Phúc cho những ai biết gắn bó với quảng đại trong ý chí theo đuổi điều thiện. Cầu Thiên Chúa ở với họ, và cầu Thiên Chúa chạm tới và hoán cải những ai không như vậy, và dẫn họ tới đó. Hãy đi bình an. Còn những người bệnh? Người đàn bà này bị làm sao? Những cơn sốt hiểm độc, nó vặn các xương. Bà ta đã đi tới những làng nước lạ lùng của biển lớn, nhưng không đỡ chút nào cả. Giê-xu nghiêng xuống trên người bệnh và hỏi, bà tin thầy là ai? Đấng mà con tìm, đấng Mê-si-a của Thiên Chúa, xin thương con, vì con đã tìm thầy biết bao. Nguyện đức tin của bà cho bà sức khỏe của các chi thể cũng như con tim. Còn ông làm sao? Người đàn ông không trả lời. Người đàn bà đi theo ông nói thay cho ông. Một thứ ung thư, nó ăn mòn lưỡi ông ta. Ông không thể nói, và ông hầu bị chết đói. Quả vậy, người đàn ông chỉ là một bộ xương. Ông có đức tin là cái có thể chữa cho ông không? Người đàn ông gật đầu ra dấu là có. Mở miệng ra coi. Giê-xu ra lệnh. Và người lại gần khuôn mặt với cái miệng kinh khủng vì bị ung thư rút rỉa. Người thổi vào đó và nói, ta muốn. Một lát chờ đợi, rồi hai tiếng kêu, xương tôi trở lại lành mạnh. Và Maria, tôi khỏi rồi. Coi này, coi miệng tôi này. Ôi, vạn tuế, vạn tuế. Ông muốn đứng dậy, nhưng ông lảo đảo vì quá yếu. Hãy cho ông ta ăn. Giê-xu ra lệnh và sắp sửa đi. Xin đừng đi, còn các bệnh nhân khác sẽ tới. Những người khác sẽ tới ở đằng sau. Xin chữa cho họ nữa. Cho họ nữa. Đám đông kêu lên. Mỗi buổi sáng từ bình minh tới chính ngọ thầy sẽ tới đây, mong những người có thiện chí lo tụ tập các người hành hương. Thưa Chúa con, nhiều người nói. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho các con về việc đó. Và Giê-xu trở về làng với những người lúc trước và các người khác nữa, vì họ đã tới từng nhóm nhỏ, trong khi người nói, và tất cả đi về. Nhưng Phê-rô và Judas Kê-ri-ốt đâu rồi? Giê-xu hỏi. Họ vào thành phố bên cạnh với rất nhiều tiền. Họ đi mua sắm. Vâng, Judas đã làm được một phép lạ. Và ông ta ăn mừng. Simon Zelot quan sát và mỉm cười. Andre cũng vậy. Ông có một con cừu làm kỷ niệm.
ông đã chữa cái chân gãy cho một người một đồng và họ cho ông để thưởng công. Chúng ta sẽ tặng nó cho bố già, sửa rất tốt cho người già. Gioan nói khi vuốt ve ông già nhỏ. Ông rất sung sướng. Họ vào nhà và sửa soạn một tí đồ ăn. Họ sắp ngồi vào bàn thì hai người vắng mặt về, mang vác như những con lừa, với một chiếc xe theo sau. Trên xe chất đầy những tấm liếp mà các người Palestine nghèo thường dùng làm giường. Xin lỗi thầy, nhưng phải có những thứ này, bây giờ chúng ta sẽ thoải mái. Phêrô nói, và Judas. Thầy coi, chúng con chỉ mua những thứ thật cần thiết, sạch sẽ và nghèo, đúng như thầy thích. Và họ bắt đầu khuân đồ xuống để cho xe đi. 12 cái giường và 12 cái chiếu nè, vài cái khăn bàn. Đây là hạt giống, kia là đôi sân ca và tiền. Ngày mai sẽ rất đông người. Ôi, nóng quá. Nhưng bây giờ mọi sự đều tốt. Thầy đã làm gì? Và trong khi Giê-xu tường thuật, họ ngồi vào bàn rất thỏa mãn. Chân bàn thờ ngợi lễ thường, con muốn làm một bông hoa trắng từng chiều phương đơn sơ nguyện cầu. Chúa ơi, những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng ngời, dẫn đưa về cõi trời. Cuộc đời của người con thơ bé là nụ hoa khiêm nhường mà nồng hương thiên đường. Con muốn làm một ngôi sao nhỏ, tháng năm mình mơ ở cuối trời. Con muốn làm một ngôi sao tinh, nhìn về Chúa như muôn mặt trời. Chúa ơi, những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng ngời, dẫn đưa về cõi trời. Cuộc đời của người con thơ bé là nụ hoa khiêm nhường mà nồng hương thiên đường. Trời lòng bay gió chiều, Chúa cho con lên đệm cánh diều. Ai khiêm nhường tìm nương theo Chúa, được nhẹ phun lên cao tuyệt vời. Chúa ơi, những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng ngời, dẫn đưa về cõi trời. Cuộc đời của người con thơ bé là nụ hoa khiêm nhường mà nồng hương thiên đường. Ai khiêm nhường nhỏ bé trong đời, Chúa ban ơn cho hiểu lẽ trời. Ai khiêm nhường ngồi bên chân Chúa, được người nói muôn câu nhiệm sáng người,
dẫn đưa về cõi trời. Cuộc đời của người con thơ bé đã nụ hoa khiêm nhường mà lòng hướng thiên đường. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.